Classic Unicorn sẽ em nói video phần nhiều. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Như các bạn đã thấy thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về việc phát âm. Trước tiên để bắt đầu thì xin mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe một cái đoạn tự giới thiệu về bản thân sau đây. Và các bạn hãy so sánh sự khác biệt giữa hai cách phát âm nhé. Hallo, ich heiße Tâm, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Vietnam. Zurzeit wohne ich aber in Deutschland. Ich studiere hier schon seit 6 Jahren. Neben Deutsch kann ich auch Englisch und ein bisschen Chinesisch sprechen. Meine Hobbys sind Bücher lesen, Musik hören, Yoga machen und malen. Hallo, ich heiße Tam. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Vietnam. Zurzeit wohne ich aber in Deutschland. Ich studiere hier schon seit 6 Jahren. Neben Deutsch kann ich auch Englisch und ein bisschen Chinesisch sprechen. Meine Hobbys sind Bücher lesen, Musik hören, Yoga machen und malen. So, các bạn thấy như thế nào? Chắc chắn rằng các bạn đã nhận ra được sự khác biệt rõ ràng giữa cách phát âm này đúng không? Vậy thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình cách phát âm nào? Chắc chắn rằng các bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Các bạn mến, trong việc học ngoại ngữ thì để có thể phát âm một cách đúng mới chỉ là đúng thôi, có nghĩa là bạn phát âm và người khác có thể hiểu bạn đang nói gì, và có thể phát âm một cách tự nhiên thì đòi hỏi chúng ta một cái quá trình luyện tập. Tuy nhiên thì để việc luyện tập có hiệu quả thì các bạn cũng cần phải nắm vững được một số những cái kiến thức căn bản. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn điều đó. Một trong những điểm khác biệt giữa tiếng Đức và tiếng Việt đó là tiếng Đức là một ngôn ngữ đa âm tiết, trong khi đó tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn âm tiết. Ví dụ như mình có một từ Umweltverschmutzung. Từ này bao gồm 5 âm tiết. Umweltverschmutzung. Nếu dịch ra tiếng Việt chúng ta sẽ có là ô nhiễm môi trường. Các bạn thấy đó là trong tiếng Việt thì mỗi từ chỉ có một âm tiết thôi. Vậy nên trong tiếng Đức chúng ta phải quan tâm tới việc lấy trọng âm của từ. Có như vậy thì chúng ta mới có thể nói hay và tự nhiên được. Và cái việc này cũng không khó lắm. Chúng ta sẽ có một vài cái quy tắc căn bản sau đây. Mỗi từ trong tiếng Đức đều có ít nhất một âm được nhấn mạnh. Và nếu như từ đó bao gồm 2 âm tiết thì trọng âm sẽ thường được nhấn vào âm đầu tiên. Ví dụ như mình có từ Kiên. Các bạn thấy là mình nhấn vào âm kê. Kiên. Hay là Wetter. Wetter. Chúng ta nhấn trọng âm vào chữ vet. Tuy nhiên có nhiều từ có 2 âm tiết, có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào âm cuối cùng. Ví dụ như từ Karton. Karton. Chúng ta nhấn vào âm cuối. Packet. Packet. Conflict. Conflict. Đối với những từ có nhiều hơn 2 âm tiết thì thông thường chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào âm đứng trước âm cuối. Ví dụ như banana. Banana. Các bạn thấy chúng ta ấn trọng âm vào âm ở đằng giữa. Apotheker. Apotheker. Với những động từ có tiền tố tách được thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào tiền tố đó. Ví dụ như uncommon. Ankommen. Einreisen. Einreisen. Umsteigen. Umsteigen. Với những động từ có tiền tố không tách được thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào âm đứng đằng sau tiền tố đó. Verstehen. Verstehen. Erzählen. Erzählen. Đối với những từ có những tiền tố như là durch, über, unter thì chúng ta sẽ có 2 trường hợp, hoặc là tách được hoặc là không tách được. Nếu như chúng ta nhấn trọng âm vào tiền tố đó thì nghĩa của từ nó sẽ thay đổi hoàn toàn so với khi bạn nhấn trọng âm vào âm đứng đằng sau tiền tố đó. Hầu hết nằm trong nhóm này là những từ như durchbrechen. Durchbrechen. Nếu như các bạn nhấn trọng âm vào tiền tố durch thì nó có nghĩa là bẻ đôi. Còn nếu như chúng ta nhấn trọng âm vào âm sau tiền tố đó, durchbrechen,
durchbrechen. Nó có nghĩa là đâm thủng hay phá vỡ. Còn với động từ übersetzen. Übersetzen, chúng ta nhấn trọng âm và tiền tố, thì nó có nghĩa là chở ai đó qua bờ bên kia. Còn nếu như chúng ta nhấn trọng âm và âm sau tiền tố đó, übersetzen. Übersetzen có nghĩa là dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Đối với động từ này, überziehen. Überziehen có nghĩa là mặc trùm lên. Còn überziehen, überziehen có nghĩa là rút quá số dư trong tài khoản. Umfahren. Umfahren có nghĩa lái xe và đâm vào cái gì đó. Còn umfahren, umfahren có nghĩa là lái xe đường vòng. Tương tự như vậy, chúng ta có động từ umkehren. Umkehren có nghĩa là đối xử, cư xử. Còn umkehren, umkehren nghĩa là đi đường vòng. Trường hợp ngoại lệ là tiền tố miss. Nó có thể vừa được nhấn trọng âm lại vừa không. Tuy nhiên là nó không bao giờ tách được. Chúng ta không nhấn trọng âm và tiền tố này khi mà nó đứng trước một động từ. Ví dụ như misstrauen, 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 misstrauen. Còn chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào tiền tố này khi mà tiền tố này đứng trước một cái động từ mà đã có sẵn tiền tố. Ví dụ như misverstehen, misverstehen. So, đó là những cái quy tắc về việc nhấn trọng âm của từ. Còn đối với việc là làm thế nào để có thể phát âm được một cách tự nhiên hay thì nó cũng còn phụ thuộc một phần nhiều nữa vào việc chúng ta biết cách nhấn trọng âm trong câu và cách lấy nhịp điệu của câu. Mình sẽ lấy một cái ví dụ so sánh giữa tiếng Việt và tiếng Đức cho các bạn. Ví dụ như chúng ta có tôi học tiếng Đức vì tôi muốn đi du học Đức. Các bạn có thể thấy là trong tiếng Việt thì chúng ta sẽ không có việc là nhấn trọng âm vào một cái từ nào đó, và cái nhịp điệu của câu nó thường sẽ là cái đường thẳng như thế này. Còn nếu như trong tiếng Đức thì chúng ta sẽ phát âm như sau: Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren möchte. Các bạn có thể thấy là mình nhấn trọng âm vào từ Deutsch, Deutschland. Cái việc nhấn vào từ nào nó cũng còn phụ thuộc vào việc các bạn muốn nhấn mạnh ý nghĩa của câu đó như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng với nhau xem một vài những cái nguyên tắc căn bản sau đây nhé. Đối với những câu là câu khẳng định, Aussagesatz, thì cái âm điệu của câu nó sẽ đi xuống ở cuối câu. Nếu như cuối câu là danh từ thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào cái danh từ đó. Ví dụ như Wir gehen heute ins Kino. Wir gehen heute ins Kino. Chúng ta nhấn trọng âm vào danh từ Kino. Còn nếu cuối câu là động từ thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào cái từ đứng trước cái động từ đó. Ví dụ như Ich werde heute meine Freunde treffen. Ich werde heute meine Freunde treffen. Như bạn thấy đây, mình nhấn trọng âm vào danh từ Freunde bởi vì nó nằm trước động từ treffen. Tuy nhiên, như mình đã nói với các bạn lần trước, thì tùy theo thông điệp mà các bạn muốn truyền đạt thì trọng âm trong câu cũng có thể thay đổi vị trí. Ví dụ như mình có Wir gehen heute ins Kino. Wir gehen heute ins Kino. Tức là mình nhấn trọng âm vào từ wir, có nghĩa là chúng tôi chứ không phải là một ai đó khác. Hay mình sẽ nhấn trọng âm khác đi vào động từ gehen. Wir gehen heute ins Kino. Wir gehen heute ins Kino. Có nghĩa là chúng tôi đi bộ đến chứ không phải là chúng tôi đi bằng ô tô hay là các phương tiện khác. Wir gehen heute ins Kino. Wir gehen heute ins Kino. Mình nhấn trọng âm vào từ heute, có nghĩa là mình muốn nhấn mạnh là ngày hôm nay chứ không phải là ngày mai hay là ngày kia. Còn đối với những câu mệnh lệnh thì âm điệu của câu cũng sẽ đi xuống ở cuối câu. Geh doch mit uns ins Kino. Geh doch mit uns ins Kino. Đối với những câu không có từ để hỏi hay là những cái câu ja, nein, frage, các bạn có thể trả lời bằng ja hay là nein, thì cái âm điệu của câu sẽ đi lên ở cuối câu.
Gehen wir heute ins Kino? Gehen wir heute ins Kino? Ngay cả câu khẳng định cũng sẽ có chức năng là câu hỏi nếu như mà âm điệu của nó đi lên ở cuối câu. Ví dụ như Du kommst heute nicht mit? Du kommst heute nicht mit? Nghĩa là ngày hôm nay bạn không đi cùng à? Mặc dù các bạn thấy nó là một câu khẳng định bình thường, nhưng mà chúng ta thay đổi cái âm điệu của nó lên thì nó sẽ trở thành một câu hỏi. So, vừa rồi là một trong số những tips để giúp cho các bạn có thể cải thiện được về phát âm của mình. Chúc các bạn nhiều niềm vui với việc luyện tập và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Tschüss, bis zum nächsten Mal.